Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau blend màu cho đối tượng đẹp hơn. Nhưng trước khi blend màu, chúng ta sẽ cùng nhau xóa thành phần cánh còn thừa ở đây. Tôi chọn đối tượng cánh này. Có thể di chuyển sát chút nữa. Ví dụ như vậy. Chúng ta dùng công cụ pen. Và tôi tạm thời ẩn nó đi. Vẽ theo vùng cơ của con ngựa này. Hết sức nhẹ nhàng. Ví dụ như thế này. Và tôi đóng vùng này. Các bạn chuột phải cho thành một vùng chọn Max Selection. Và OK. Bấm đối tượng này lên. Nhấn phím Delete bằng phím Ctrl D bỏ chọn. Vậy là chúng ta thấy rằng đối tượng con ngựa chúng ta đã có cánh mọc ra từ phần vai. Nhưng cánh này thực sự chưa hợp lý, chúng ta cùng nhau phải tẩy bớt đi. Những phần này tôi thấy không cần thiết. Tôi chọn phần này. Sao cho tự nhiên nhất có thể. Yes. Cần chân đề vào chọn. Chúng ta có thể cho sâu một chút nữa. Đã hợp lý. Tôi làm lại vùng pen. Khá là kỳ công. Tiếp tục make selection. OK. Hiện lại và unit. Cần chân đề. Vậy là OK rồi. Với những đối tượng cánh này, các bạn có thể áp dụng công cụ Draw Tool để chúng ta cùng nhau làm sáng lên những phần nào highlight. Các bạn chọn Draw Tool và cho cường độ khoảng 50%. Màu trắng bên trên, chúng ta vẽ. Tôi chọn vùng này và chúng ta cùng nhau tô sáng. Các bạn tô sáng vừa phải, những phần nào highlight thì mình tô thôi. Không tô quá, ảnh sẽ không thật. Tiếp tục bên này, nhấn V bàn phím chọn về đối tượng này và chọn lại công cụ này. OK. Thậm chí chú ngựa chúng ta có thể tô. Tô những vùng nào highlight sáng lên một chút, ví dụ như thế. Vùng cơ này. Tạo điểm nhấn cho tấm hình chúng ta. Ví dụ tôi đồng ý. Tôi về công cụ chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ blend màu cho đối tượng chúng ta thật hơn. Chúng ta tiếp tục chuyển đổi đối tượng này về thành phần Lab Color để chúng ta lợi dụng vùng chọn. Tôi chọn đối tượng trên cùng. Các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Lab Ctrl Shift E để tạo một đối tượng gộp tất cả đối tượng dưới và đặt ở trên cùng. Tôi nhấn này. Và đối tượng chúng ta tạo mới ở đây. Sau khi tạo mới, tôi đứng ở đối tượng này. Các bạn qua phần Image Mod và chuyển qua Lab Color. Ở đây các bạn có thể OK luôn, hoặc là các bạn Pattern, tức là gom tất cả đối tượng này thành một. Nếu như các bạn không thích để riêng từng layer, chúng ta có thể chọn Pattern. Còn tôi sẽ OK. Thì layer trên cùng của tôi đang ở dạng Lab Color. Và để lợi dụng vùng chọn, tôi chuyển một kênh Channel. Và các bạn thấy rằng chúng ta có phần Light, kênh sáng nhất, kênh trung bình và kênh tối nhất. Và tôi sẽ chọn phần Light. Tôi nhấn Ctrl vào nó. Đối tượng chúng ta chọn dần hết. Và chúng ta chuyển vào phần layer này. Các bạn nhấn Ctrl Shift Y, đảo ngược vùng chọn. Sau khi đảo ngược vùng chọn, chúng ta bấm vào phần này. Biểu tượng này các bạn. Fill. Và tôi chọn Select Color. Nhưng ở đây, tôi thấy rằng đối tượng bên Channel chúng ta đã tạm tắt. Tôi tạm thời thoát ra ngoài. Qua Channel bật lại cái kênh này. OK. Và qua phần layer. Chúng ta chọn layer trên cùng. Chúng ta vừa tạo. Và bấm vào đây, chúng ta chọn Solid Color. Và tôi chọn màu đen này nữa. Sau khi chọn màu đen, tôi thấy rằng ảnh chúng ta đã có sự hòa trộn rất đẹp. Còn nếu chọn màu trắng, ảnh rất bạc. Tôi chọn màu đen và OK đóng lại. Và đây tôi cho chế độ hòa trộn khoảng 50% thôi. Hoặc nếu muốn các bạn 6-70%, tùy từng bạn, xem cảnh thật và nét hơn. Sau khi làm xong, chúng ta cùng nhau lấy sắc nét cho ảnh này. Tôi có thể nhấn Ctrl E, mẹp đối tượng trên và dưới. Các bạn vào Filter, Arthur và chọn Hide Path. Nhưng trước khi làm Hide Path, chúng ta nhấn Ctrl G, tạo đối tượng mới.
Là nhớ có thể hiểu như sau: những nét nào nó đậm thì sau khi hòa trộn nó sẽ làm tăng độ sắc nét ở những vùng này. Tôi cho 0.8. Ok. Và chúng ta hòa trộn overlay. Sau khi hòa trộn overlay, đối tượng chúng ta trông sẽ nét hơn. Tôi zoom lớn lên. Những vùng này các bạn chú ý này. Các bạn thấy không? Bật nét hơn một chút và tắt đi, mở hơn. Sau khi thao tác xong đối tượng này, tôi chuyển những kênh màu này về RGB như bình thường. Và tôi không pattern, tức là không mạc lại. Sau khi chuyển xong, tôi cần chọn E, mạc đối tượng trên và đối tượng dưới. Chúng ta tiếp tục chọn cho nó kênh back white. Sau khi chọn, tôi bấm vào đây, phủ lên nó một màu cố định. Tôi có thể chọn dãy màu bên dưới này. Nếu các bạn không muốn màu web, bỏ đi và chọn màu khác. Ví dụ tôi chọn màu này, ok. Tăng giảm các cường độ. Nếu chúng ta muốn tùy chỉnh. Được. Ví dụ chúng ta muốn phần cỏ sáng lên một chút, phần cây xa mờ đi, thì chúng ta cùng nhau tùy chỉnh những thông số này. Ok. Tôi cũng chỉ hòa trộn khoảng 50% thôi. Mục đích cho tương đối nhạt nhòa. Và Enter. Tiếp theo chúng ta có thể nhấn Ctrl E, tiếp tục mạnh đối tượng này lại. Hoặc cường độ này tôi giảm 30%. Tôi xin đoàn tính. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tạo những tia nắng chói chang soi được góc này và chú ngựa trông long lanh hơn.